vị, Việt Nam sắp điều trần trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, tình đến từ Geneva, Thụy Sĩ. Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai khai mạc phiên họp định kỳ lần thứ 65 để đánh giá việc thực thi công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên. Tại kỳ họp này, thì Ủy ban chống tra tấn sẽ xem xét báo cáo của Canada, Guatemala, Marville, Hà Lan và Việt Nam. Truyền thông trong nước cho hay, nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã cử một phái đoàn gần 30 người đến Geneva, Thụy Sĩ do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 11, thì phái đoàn Cộng sản Việt Nam sẽ trình bày báo cáo. Đây là lần đầu tiên Cộng sản Việt Nam báo cáo về việc thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã tham gia Công ước này vào tháng 2 năm 2015, theo lịch trình thì Ủy ban chống tra tấn sẽ xem xét báo cáo của Việt Nam trong hai phiên, mỗi phiên kéo dài 3 giờ vào ngày 14, 15 tháng 11 đến 3 giờ chiều ngày 15 tháng 11 thì phái đoàn Cộng sản Việt Nam sẽ điều trần trước Ủy ban chống tra tấn. Phiên điều trần sẽ được phát trực tiếp trên web TV của Liên hiệp quốc. Dù Việt Nam đã phê chuẩn công ước chống tra tấn, Bộ luật hình sự của Việt Nam không có điều nào về tội tra tấn theo định nghĩa của công ước giới chuyên gia pháp lý nhận xét rằng vì lý do đó chưa bao giờ có một thành viên chính thức của chính quyền cộng sản việt nam nào bị truy tố về tội tra tấn dù tình trạng này diễn ra rất phổ biến